À, thì mọi người có thể giúp Alex share cái video này nha. Hôm nay Alex hướng dẫn mọi người làm cái món slider shape, rồi cái món chà khom như thế nào, chà cái khom như thế này, cái khom này ha. Và cái thứ hai nữa là hướng dẫn mọi người đánh đánh kim tuyến, làm mấy cái đá kim tuyến như thế này. Đây là cái kim tuyến mới ra nha, ở trên cấp sao lại ra rất là nhiều kim tuyến, rất là nhiều, thì các bạn lên các bạn coi nha. À, lại cũng chưa có tham để làm hết tất cả cái design nữa. À, rồi tiếp tục nữa là Alex hướng dẫn mọi người gánh đá và là thứ hai này chà khom. Thì trước khi vô cái live mọi người thì giúp Alex share cái video này nhé, thank you mọi người rất là nhiều. And now Alex sẽ dũa mấy cái dư ra. Đó. Thì hôm nay là xuống nhận mọi người đắp bột. Đó, cách đắp bột như thế nào cho mình làm cho nó lẹ. Đó. Và khi các bạn đánh khom các bạn phải hiểu được những cái nguyên tắc là gì. Mình phải làm sao cho nó láng nó bóng, còn nếu mà nó không bắn nó láng á thì nó sẽ bị sần sùi nha. Và khi mình đánh khom nó không có được đẹp. Đó. Thì hôm nay là có một cái màu rất là đẹp, đó là cái màu unicorn, cái khom của unicorn, cái màu đẹp lắm. Khi mình chà lại cái màu trắng thì nó ra cái màu fur rất là đẹp, rất là ổn ảo ảnh. Rồi trước khi là sẽ dũa sơ của cái silico ha, cho nó tròn nên là tròn thì nó sẽ làm cho cái khi cùng nó đẹp hơn. Rồi, cái bóng này thì hôm nay là chỉ dũa, là chỉ dán lên thôi, nhưng là chỉ có dũa xếp. Thì thường thường á thì anh lại thay dũa xếp, nhưng mà thường thường anh lại xuyến cho mọi người, ví dụ như mình busy quá đúng không, mình busy quá mình không có tham dũa xếp thì mình cũng có thể là mình cũng có thể dũa như thế này xong rồi mình đắp bột thôi, khỏi cần phải dũa xếp luôn. Mình đắp xong rồi mình dũa. Thì mình có nhiều cái cách để mình chạy khách. Thì hôm nay là sẽ làm cái bước đầu tiên là cái hộp này là hộp shop white nha, shop white khoản lưu ý nha, shop white kim tuyến, shop white. Đây shop white ha, cái cục thứ hai là cái hộp bột thứ hai là nút pin. Cái này là pin, cái này là nút pin nha. Rồi cái thứ ba nữa là sướng nhìn mọi người dán cái giấy này. Thì là có thể rất là nhiều cái giấy này, giấy lửa nha, cái giống cái lửa gì đó mà nó nhiều cái design đẹp lắm, là có tới 7 màu lắm, tới mười mấy màu lắm, mấy màu có mấy design tất cả gì xếp 12 màu hả, 10 mẫu hả, 10 mẫu khác nhau nha, nó đẹp lắm. Đó, thì là sẽ cho còn coi cái nail là vừa mới làm xong, các bạn nhìn này ha. Đây là cái nail là vừa mới dán xong, các bạn thấy không, nó rất là đẹp, rất là sang. Đây là cái đá mà là vừa mới dán nãy này ha. Xin nhìn mọi người làm cái này này, làm ra sao cho nó trông nó đẹp như thế này. Đây là cái khom ha, sẽ là chà khom lên, các bạn thấy chà khom không, chà cái khom lên nó tự tựa những bít màu như thế này. Thì mình làm sao cho nó phù hợp ha, và nó sẽ đẹp hơn. Hai leo trương khỏe không, khi nào cũng gặp hết ha, dễ thương quá. Rồi cái tay của cô gái này là cổ cánh cho trùi lụi luôn, các bạn nhìn này ha, cánh mà đến nỗi mà không còn cái thịt ở đây này ha, dán mà nó bị mất cái móng này. Mà là sướng nhìn mọi người làm sao để cho nó đẹp lên. Và sau khi cái bàn tay là lại dán lên rồi, nhưng lại không có dũa, lại không có dũa, nhưng mà là sướng nhìn mọi người cách làm sao để mình dán lên cho nó đẹp. Các bạn có thể coi nhé. Rồi bây giờ là sẽ vô cái like. Ok ba em ha, hai Jessica, hai Đạt Nguyên Nguyễn nha, phải không? Ok, bước đầu tiên thì anh sẽ đánh làm cái màu trắng nha, tại vì cái màu trắng, cái màu shop white, các bạn có thể lấy dùng cái màu trắng hơn một xí nha. Tại vì trắng hơn xí thì cái kho mình chà lên nó sẽ nổi lên đẹp hơn nữa. Thì anh sẽ lắp cái ngón út trước. Anh sẽ dùng cọ số 14 nha, cọ số 14 của Chanel. Và cái liquid là cũng của hiệu Chanel luôn. Rồi bây giờ là sẽ bỏ lên từ cho mọi người xem ha, bỏ lên. Wow, màu đẹp quá. Nhớ các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn đánh khom á, mà các bạn đánh khom á, mà các bạn cố gắng đắp sau cho thành một cục mà đẹp á, để chập nữa mình đánh khom cho nó đẹp nha. Bên này cũng vậy. Rồi bút hai bên thôi. Ở đây thời tiết hơi nóng một xí nè, lại sẽ làm nhanh xí nha. Đó. Trời, cái kim tuyến đâu lòi ra vậy? Okay. What the heck? Lại sẽ lấy cái kim tuyến ra. Đó, nó phá lẹt. Không sao hết, nó bị gì đúng không? Xong rồi chập nữa mình sẽ dùng cái máy mình vũa ra nha. Chứ giờ mình lấy cái đụng cái cọ vô nữa nó sẽ bị lem. Rồi các bạn thấy không? Xong mình lấy cái tay mình làm một cái rất là nhanh, thấy không? Cái này thuộc dạng là tuyệt chiêu, ví dụ như mình đông quá mình chơi một cái là xong. Rồi xong đến việc đến ngón khác. Cái ngón bên này cũng vậy,
hai cho anh Lý nha, hai Tracy Lý ha. Rồi tiếp tục đến cái màu sóc quay khác nha. Rồi cái này là có thể đắp hai cục, ví dụ như những bạn nào mà đắp mà một cục không kịp đúng không, khô nhanh quá đắp hai cục, đắp hai cục à. Tại cái thời tiết mà lịch đang làm là rất là nóng, ở đây rất là nóng, nó hơi hơi nóng nóng xí, nó bột nó mau hơi mau khô à, nên phải làm sao cho nó nhanh xí à, còn thấy không à. Mình đắp sơ qua thôi, hai bên không cần phải chuẩn nha, tại hai bên Alex cố tình làm vậy để chập nó lại chỉ dũa thôi, Alex chỉ dũa mạnh hai bên thôi là nó bung hết á. Tại cái neo này là mình vừa dán lên, mình không cần phải đắp à, mình không cần phải dũa. Rồi tiếp tục tiếp tục đó, mấy hôm nay cọ đã về lại cho mọi người, cọ số 18, 14, 16 đã về lại rồi, thì bạn nào mà muốn mua cọ nhanh tay lên ha, cọ về rồi á, xài rất là good. À, các bạn đắp còn sẽ rất là thích. Bên này như vậy à, vút ra bên này như vậy. And now là sẽ link vô cái shape nha, link cái shape cho nó gọn đều hết, cho nó gọn nó đều hết. Tán nó ra rồi, link nó là cho sạch sẽ nha. And now anh sẽ đập ra, đập cho muộn. À, mình vuốt mình ra, thấy không? Đó, nó đều hết rồi đó. Rồi bây giờ cái ở ngoài này phin không có quan trọng, cái quan trọng chập nó là chủ vô nha. Rồi tiếp tục đến bây giờ là đến cái ngón này, à, đến cái ngón này dưới cái đây là cái lửa, các bạn thấy cái lửa đẹp không? Cái lửa Alex dán xong rồi gắn đá vô, rồi cái đây là Alex làm bằng cái cẩm thạch này. Alex hướng dẫn mọi người làm sao để cho nó ra đẹp và trông như thế này nha. Rồi cái này là cái khom này ha, đắp màu trắng trà khom lên rất là đẹp. À, còn cái này là cái lửa luôn, hai bên là lửa, ở giữa là cái kia, còn bên đây cũng là khom. À, thì mọi người có thể để ý cách Alex làm nhé. Rồi bây giờ Alex sẽ đắp tiếp tục nữa là cái màu loose, cái màu màu là design. Đây, cái hộp này nha. Cái hộp này tên là Seashell nha. Bây giờ mình lên mạng mình lên website Alex đó tìm, xong mình bỏ như thế này ha. Có thể là mình dùng cái kéo mình cắt thêm. Các bạn nhớ nha. Mình dùng cái kéo mình thôi, mình cắt theo to hay nhỏ và các bạn thích thôi. Cắt ra. Các bạn thấy giúp Alex share cái video này nha, thank you mọi người rất là nhiều. Mình cắt ra thế này cho nó gọn ra. Rồi thường thường có nhiều bạn gắn lên mà gắn có nó bị mất sấp, thì tập này là sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để mình ép cái design xuống. Còn mình phải cắt ra cho nó dễ làm. Tại khi mà các bạn không cắt á, mà các bạn bỏ lên đúng không, nó bột nó khô nhanh quá các bạn không kịp á, thì nó sẽ bị hư cái design của mình đi. À. Rồi bây giờ xong rồi đúng không, bây giờ mình lên design. Tiếp tục, now I using this design and with the soft white nha. Các bạn mới đắp sâu thành cái ombre mỏng hay là mỏng ở dưới này, để làm sao để khi mà mình thấy không, ở dưới nó trong, có thể nó trong không, ở nó ra giống như ombre mở trong này trong không, nó đẹp ơi là đẹp ha. À, rồi bây giờ là sẽ lên tiếp tục nha, action. À, còn chúng ta lại share cái video này nha, những bạn nào mà có question gì cứ hỏi nha. Now I put the powder ha, các bạn thấy không, bỏ mỏng lên, biêu mỏng lên, rồi kéo ra giống như ombre vậy đó. Rồi xong rồi mình kéo liên hai bên thôi, đừng có đụng như thêm cuticle hết nha, đừng có đụng như cuticle hết. Liên bên này cho lẹt, còn thấy không, rồi liên bên này đừng có đụng như bên kia hết nha. Đó, liên bên này, liên bên này, các bạn thấy không, các bạn thấy nó sạch không, nó sạch và nó đẹp không, nó rất là gọn ha. Đó, mình phải hiểu ý đó. Rồi now Alex sẽ bắp cái bộ clear lên. Mình bỏ bộ clear lên nha. Mình sẽ bỏ bộ clear lên. Mình dùng cái hộp bột clear. Now I using the clear powder ha. Mình sẽ bỏ lên. Nhớ là ở dưới này là phải lạt vào trong nha, đừng có để cho nó đậm quá. Xin bỏ lên như thế này. Để cái bàn tay kia trên mượn rồi. Xong mình nhìn nha, mình để ý cái design này, mình nhìn lên, mình ráp lên. Mình sẽ ráp ở trên trước, đừng có ráp ở dưới trước. Tại vì mình ráp ở trên trước á, lỡ máy nó khô kịp á, hiểu không? Còn mình làm ở dưới mà ở trên kịp á, thì nó khô, nó cũng không có không kịp cái thời gian của mình. À, các bạn nhớ nha, tại ở dưới nó mỏng, ví dụ mình nó có thiếu nữa mình cũng thêm clear vô. À, cái này các bạn phải nhớ những cái trick mà làm design. À, để làm sao để mình không có bị tháo ra làm lại. À, mất thời gian của mình. Rồi tiếp tục. Này, các bạn thấy không? Đó, rất tiếp tục ha, gắn lên từ từ. Xếp bố cục sau nha, nói chung là xếp cái này ăn thua là do mỗi người có mắt cái thẩm mỹ nữa.
Dạ lại thì đưa ra cách làm đó, nhưng mà anh thua cái cách xếp của mình nữa, mình muốn xếp sao xếp. Tiếp tục. Rồi tiếp tục đến cái ngón kia. Bỏ lên. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục nha. Rồi. Rồi tiếp tục bên này. Các bạn để ý nha, rồi tiếp tục bên này nữa là xong. Rồi sau khi mình xong rồi á, là mình sẽ dùng một cái tờ giấy như thế này. Nếu mà mình lấy cọ mình dặm đúng không, thì nó sẽ rất là bị, nó bị mất sắp cái design của mình đi. Now là sẽ bỏ cái cây lên đấy, put right here. Cảm thấy không, cái shape nó gọn không, nó mỏng, thấy không, nó mỏng không, nó rất là gọn, mà cho khi cổ nó gọn không. Mình sẽ bỏ lên đấy, mình dùng một cái tờ giấy, mình sẽ ra xé tờ giấy ra nha, mình áp xuống, áp cho cái design nó ép vô cái nail của mình, nó không có bị thô hay là bị cộm. Đó, còn thấy không? Rất là dễ ha. This one too. Please share my video. Thank you you guys. And now, để vô. Thấy không? Để cho nó khớp vô. Đó, các bạn bắn Huy Pro dạy hí, Huy Bell học hà học đấy hí. Rồi các bạn thấy không? Đó, bây giờ nó vô, thấy không? Nó rất là gọn, thấy không? Nó không có bị lồi ra này. Các bạn để ý nha. Cái chỗ lồi này, tại vì cái chỗ này là tại vì nó dư ra nha, để cắt bớt đi. Đó, mình cắt bớt đi. Rồi, con nhìn này ha. Các bạn thấy nó lồi không? Nó không có lồi, thấy chưa? Nó nằm trong tất cả cái design hết, thấy không? Đó, đây là một cái trick khi mình làm design nó không bị cộm ha. Còn thấy không? Bây giờ nó nằm trong hết rồi đó. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ bỏ gì lên? Mình bỏ bột clear lên, hoặc mình đắp cái ngón tay bên này trưng rồi mình quay lại, nhớ nha. Đắp cái ngón tay làm lại, con thấy nó đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm ngón bên này. Đó. Alex sẽ đắp thử một cục nha, một cục. Một cục. Đó, cái màu chân đẹp quá. Màu chân đẹp ơi là quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục mình luyện lên. Đó, nhẹ nhàng, các bạn thấy không? Cái phim quá đẹp ha. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ vuốt xuống từ từ. Đừng vuốt từ từ, đừng có đụng thịt cô nhá. Đụng ngoài trước đã, đừng đụng thịt cô. And now using this one too ha. Rồi tiếp tục vuốt xuống, nhẹ nhàng thôi. Vuốt xuống. Cứ cho nó dư hai bên nha, là không cần nhất thiết gì hết, cho nó dư nó thô bên xuống được sao hết. Đó, chủ yếu là mình có bột mình overhead, bây giờ mình lại sẽ lên thịt cô ha. Lên critical, sát vô là sát. Sát vô, đưa ngón tay kia cho anh mượn. Là cái ngón tay này nha, cái ngón này là Alex làm lửa nha. Tại vì á, nếu Alex làm cái màu của unicorn này, nếu mà Alex làm theo giống cái thằng này á, nếu Alex làm màu trắng á, dán lên nó sẽ không có đẹp, nên mình phải dùng cái nền màu loose nha. Mình phải dùng cái background màu loose thì nó mới đẹp được. Xuống đây ví dụ bạn là thấy khó quá, lấy hai ngón tay nha, hoặc là như thế này. It's very fast, thấy không? Một nốt nhạc, thấy không? Thì mình có thể lấy hai ngón tay gập một cái, nhưng mà đợi cho nó khô nha. Sau đó mình sẽ bút shape ra. Đó, Mastery Even Again. Wow, cái màu nút này đẹp, cho đẹp hơn mọi người ha. Đó, màu này gọi là màu Corona Pink nha. Đây. You guys see it, it's so beautiful ha. And now I using this one. Hi Ngọc Phi, Ngọc Nguyễn nào, khỏe không? Khỏe không em? Đó, bây giờ bỏ lên đấy, kéo xuống này ha, là Alex sẽ đắp hai cục. Alex sẽ làm từng cái step cho mọi người xem thử, để mọi người dễ học ha. Bên này cũng vậy, giờ bút ra ha. Bút ra. Đó, bút hai bên thôi nha, đừng có đụng giữa này, thấy không? Khi mà bột ướt rồi đừng có đụng nhà nữa. Hai David vỏ nha, khỏe anh David vỏ. Rồi tiếp tục bút bên này bên ra, các bạn thấy không? Bút ra từ từ vậy á. Từ từ các bạn sẽ trở thành một người thợ nail rất là giỏi ha. Thì Alex hy vọng sau này các bạn sẽ chia sẻ cho những người xung quanh mình thôi, hay là những người trong tiệm mình đó, để mình giúp cho người ta cũng có thể có cái nghề đó. Thì ai cũng thấy yêu nghề thì tự động tiệm khách nó sẽ tìm tới à ha. Vô ai cũng làm được hết. Rồi nói chung là sau này mà những bạn nào mà đã làm chủ rồi sẽ hiểu, một người chủ khi nào cũng muốn những người thợ mình giỏi hết, chứ không muốn đưa một người giỏi là một người không giỏi. Bên này cũng vậy. Rồi vút ra nhẹ nhàng, vút ra, còn thấy không? Nó rất là dễ ha, nó rất là smooth. Wow. Rồi vút hai bên đấy nha, từ từ đụng bên kia nha, đừng có đụng. Các bạn có nghe là Alex đụng bên này trước đã, đừng đụng vô thân khi cổ ấy đó. Rồi thấy không, bột nó đứng thấy chưa? Rồi bây giờ mình mới đụng vô. Đó, đụng vô. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi xong vuốt hai bên, vuốt bên này vô. Rồi ha. Đó, ví dụ xong xong thân các bạn nào mà thấy khó quá, bọp cái cho Alex này, bọp cái gì cũng được ha, nó nhọn hoắt rồi, thấy không?
nó rất là nhanh. Wow, còn thấy không? Còn nút đẹp quá. Lấy cái máy chụp tấm hình lên. Lấy cái mặt mấy cái máy chụp xéo xuống. Lấy gì có cửa không vậy? Có. Lấy cái máy chụp xéo xuống này. Cái máy chụp xéo xuống. Chụp cái xéo cái màu nút xuống. Rồi chụp đi. Khi nào có lớp ở Aston Exeter, Cherry Alex mới có lớp nha. Mở lớp ở Abernathy. Ok, Alex có lớp kế tiếp là lớp chụp đi em, chụp xéo xuống nha này. Anh bỏ hộp bột cho mọi người thấy này. Rồi chụp đi. Rồi, xong, click vào. Rồi bỏ xa xa xí rồi, tiếp tục cái ngón cái này chụp lên nhìn tấm này chụp vô. Chụp. Để cho mọi người, để người ta dễ thấy mạng. Rồi xong ha. Thank you em nhiều. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái clear lên nha. Có thấy không? Bây giờ nó khô rồi á. And now it's dry ready and you guys can put clear powder. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp ha. Cái bộ nail rất là đơn sơ mà nhìn nó rất là sang. Đó, sang ơi là sang ha. Rồi tiếp tục mình để bút xuống ha, nhẹ lòng. Ở tại vì cái design nó khô rồi á là mình làm thoải mái, nên các bạn nhớ nha, mình làm cái gì mình phải có cái step ha. Cái quan trọng là mình đừng để cho mất sắp, làm nhiều sẽ có kinh nghiệm. Rồi tiếp tục hai bên, các bạn thấy không, bút hai bên xuống từ từ, bút hai bên xuống từ từ, rất là đẹp ha. Bên này cũng vậy, bút quá. Now you guys see it is so beautiful ha, huh? It's very beautiful. Hi Nhi Hoàng, Nhi Hoàng khỏe không, Nhi Hoàng khỏe không? Đó. Thì sometime Alex hay làm những cái mẫu custom, thì sometime Alex cũng làm hay mấy cái design này. Alex cũng hy vọng là những bạn nào mà chưa làm design ha, mình có thể mình dạng lên, mình dạng lên làm lên, thì sẽ làm có thể income cho cái tiệm của mình. Còn thấy không, này up to critical ha, Alex sẽ bỏ sát cho thấy không, sát vô nữa, sát vô, up to critical, sát vô, cố gắng lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ link cái cỏ sơ, và cái cỏ Alex xài là cỏ số 14 nha. Cỏ số 14 này của Chasnel nha. This number is really good and this color liquid very well too, ha. Hai Wendy khỏe không, Wendy Trần? Hả? Bộ nail đẹp không chị? Bộ nail đẹp không chị? Ryan Trần, hi Ryan Trần. Thank you Jessica Lương nha. Now I can see this nail, can I see it? Đây này, đây là cái nail này Alex làm xong, các bạn thấy không? Mà khi mà mình bỏ treo lên đó, các bạn thấy không? Nó đẹp không? Nó quá trời đẹp luôn, ha. Còn cái này là lửa nha, chọc Alex sẽ dán nha. Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách dán lửa như thế nào nha. Dán lửa như thế nào cho nó đẹp. Rồi bây giờ các bạn để ý khi mà Alex hướng dẫn mọi cách và đua khách á, ví dụ đua khách không phải là ẩu, mà có nghĩa là mình tiết kiệm cái thời gian, đúng không? Đó, khi các bạn làm móng nhọn, đúng không, thì thay vì hồi nãy Alex nói là không có cần dũa hai bên này, đúng không, mình đắp bột xong rồi mình dũa tại vì làm slado, thì các bạn có thể dùng cái dũa như thế này. Các bạn bật máy lên, các bạn bật cái máy lên cho Alex nha, các bạn chạy nha. Alex hướng dẫn cho mọi người bật cái máy lên. Mình sẽ dùng cái đồ dũa này nha. Rồi bật cái máy lên, bắt đầu mình cắt. And now you guys cut it. Mình sẽ bật máy mạnh lên. Bắt đầu mình cắt ở đây này, mình cắt xéo này ha. Mình cắt đây nó đi rất là nhanh. Mình để một cái này thấy không? Mình để một bên cái. Bên này một cái nữa. Rồi bên này một cái nha, các bạn thấy không? Các bạn nhìn này ha, đẩy một cái như thế này. Này Alex sẽ cho các bạn coi này, thấy không? Nhìn này. Thấy không? Nó thẳng không? Các bạn thấy nó thẳng không? Thấy nó thẳng liền chưa? Bên này chưa cắt thấy không? Các bạn thấy nhìn thấy khác thấy không? Đó, nên mình có hai cách để làm. Ví dụ như mình dán móng xong rồi bắt đầu mình đắp bột xong mình dũa xếp sau. Nếu mình dũa mà bên này nó nhiều quá, mình dũa lâu đúng không, thì mình cắt bằng cái máy. Đó, các bạn làm thử đi, thấy không, cắt thì rất là nhanh mà nó sạch nữa. Đó, bên này cũng vậy. Rồi bên này cũng vậy, thấy không, cắt ra cắt xéo qua. Rồi quá leo, nó rất là nhanh nha. Can I see this one too? Ủa gặp các nhóm ở chủ nhật này, đúng rồi chủ nhật này là ở Alex sẽ qua Virginia ở bên khu dân đó của người Việt nha. Hy vọng sẽ gặp mọi người. Rồi bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy. Là bên này cũng vậy. Rồi sau khi xong rồi đúng không, sau khi xong rồi bắt đầu chạy này, các bạn nhìn này ha, vũa rất là lạ thấy không, vũa rất là nhanh này. Đẩy khi cô ra, đẩy khi cô ra này, để nha, đếm nha, để cái tay đấy 1 2 3 thấy không, 1 2 3 này nhanh không. Bên này xong rồi qua bên này, đúng rồi Ni Hoàng, đúng rồi chủ nhật này gặp ở bên Vichina nha. Alex nghĩ cái show rất là vui, có thể rất là đông. Hôm qua giờ rất là nhiều anh chị em gọi tới công ty là make sure là có cái show diễn ra. Nhiều người nói Alex chất phua là phải làm show đó nha, chứ không phải là chạy từ bên Phi Là hay là bên Washington qua 3 tiếng mà không thấy Alex làm show là hơi mệt đó. Hả?
Thì hy vọng ngày mai sẽ gặp mọi người ở cái show nha. Đó, bên này cũng vậy. Ở dưới guys, thấy không? Các bạn thấy nó lẹ không? Đó, đó là cái trick mà các bạn dụ sao cho nó lẹ nha. Can I see that one too? Can I see it? Đó, bên này cũng vậy, các bạn thấy không? Đó, đây là cái nail mà khi mình dán xong rồi ấy, mình dán xong rồi nó sẽ ra như thế này. Thì chặt nó là sướng, nhìn mọi người cách cái dán cái giấy nha. Đó, cái màu rất là sang, rất là đẹp ha. Tại sao Alex phải dùng cái màu nude? Tại vì á, cái giấy nó là bằng unicorn đúng không? Nó bằng unicorn, nếu mà mình làm màu trắng á thì nó không có hiện lên đẹp được. Nên mình phải dùng màu nude để làm gì? Để cho nó hiện cái màu lên mới đẹp được nha. Các bạn lưu ý. Sau đó mình chạy bên này. This one too. À. Ok rồi, cái lớp kế tiếp là cái lớp ở bên Atlanta nha. Thì những bạn nào mà ở Atlanta nhanh tay lên đăng ký nha. Ở Atlanta tháng 10 nha. Tháng 10 ngày mấy vậy ta? Anh quên rồi. Tháng 10 ngày mấy Atlanta á? Hôm qua có mấy bạn hỏi luôn đăng ký. À, các bạn có thể gọi vào công ty đăng ký nha. Các bạn nhìn này ha, các bạn nhìn cái sếp này, khi mình đẩy vô các bạn thấy không, cái sếp nó rất là chuẩn thấy không, nó từ echo hay cái go ở bên này không, nó cái chỉnh nha. Đó, thì nói chung làm like thì Alex chia sẻ rất là đơn giản, và thứ hai nữa thì hai Hào Văn ha, hai Sanh Trương bên này cũng vậy, bóp sếp cho nó ốm vô body ha, bên này cũng vậy, bóp vô. Đó, thì bạn nào mà hay làm nhiều thì các bạn gọi cho anh nha. Hai anh Quang Nguyễn, anh có thể giúp Alex liên hệ với cái trường bên Colorado được không? Bị cái trường bên Colorado mấy hôm nay Alex em có gọi anh mà em bị mất cái số rồi. Anh có thể giúp em cái trường bên Colorado á, tại vì em có về em bị mất cái số rồi, anh có thể giúp em liên lạc được không? Thank you rất là nhiều nha. Bên này cũng vậy. And now this shoe. Hi winning. Rồi, đưa cái tay vô cho em mọi người coi xem cái mẫu này nè. Cái mẫu này làm sao đưa cao cao tới xí. Các bạn thấy cái mẫu không? Đó, các bạn thấy cái mẫu không? Đó, rất là đơn giản ha. Đó, khi mình làm mình chỉ cần mình hiểu ý nó thôi là mình làm ra rất là đẹp. Bên anh vậy. Anh Quang giúp em liên hệ với cái trường bên Colorado nha anh trai. Tại vì em mấy hôm nay em có lịch trình rồi đó, nhưng mà lịch trình rồi nhưng mà em mất cái số rồi nên em không có liên lạc được. Anh có thể giúp em nha. Thank you anh trai rất là nhiều. Đó, mình sẽ vũa sát vô. Cái tay này nó hơi phình ra xí nha, là sẽ vũa cho nó ốm lại xí. Rồi. Rồi ha, mình những cái xếp cho nó chuẩn rồi ha. And now I'm using this one, the last one. This one. Bỏ tay vô, các bạn thấy không, giữ cái tay bên này vô, dũa chuẩn xuống, kéo xuống thật thẳng ha. Bên này cũng vậy, bỏ tay của bên đấy, giữ bên này cho lệch, kéo ra. Hôm nay thứ 5 đúng không? Hôm nay thứ 5 mà Alex cứ tưởng là thứ 6 không à. Đó, xong rồi sẽ coi cái giấy thì coi cái gì nữa nha. Các bạn thấy không? Này cái sếp không? Nó ra rất là đẹp, ra rất là điều ha. Hồi nãy cô gái này là có cái tay nó hơi bị ngắn, hơi bị cánh này kia. Đó, bây giờ là có cái bàn tay đẹp rồi đó. Ha. Em về em đừng có cánh tay nữa nha. À, lấy dầu oil hay bỏ vaseline tay em á, rồi mỗi lần em cánh á, em thấy cái vaseline oil em sợ em cánh nữa, chứ giờ em cánh là cái tay em nó cụt hết luôn. Em cánh gì đâu mà không còn cái móng tay của người ta luôn. Cánh dữ vậy. Ở bên này cũng vậy, vũa vô. Vũa cho nó ốm quết. Này các bạn thấy không? Này, bắt cái xếp từ đây nha, vũa ốm vô. Rồi bên này cũng vậy, vũa ốm vô. Ốm 6 giờ rồi phải không? 6 giờ Mỹ rồi phải không? Chưa. 43 phút rồi. Hử? 6 giờ 43 phút rồi. 6 giờ Mỹ rồi còn hỏi chưa nữa. 43 phút rồi. Rồi bên này cũng vậy. Chạy xếp vô nha, chạy xếp vô. Tại cái tay của em này nó nhỏ. Nè lại xếp vô. Rồi xong. Wow, các bạn thấy không, nhìn này ha. Ở cái xếp ra đó là điều. Bây giờ em chụp cái tấm hình đi. Lấy cái máy chụp tấm hình. Khi vũa xong, chưa vũa máy. Lấy cái máy chụp đi. Chụp đi, up critical, vũa đi, chụp đi ha. Chụp cái sát vô cái, chụp đi. Sát vô, rồi chụp con gái. Rồi. Thank you nha.
Rồi nào Alex sẽ lấy cái máy là chữa sơ qua nha. Lấy cái máy chữa sơ qua xí. Em cũng gọi ông chủ nhà gọi nữa. Là sẽ bỏ cái vũa đó là vũa cái silicon. Nghe máy giùm anh coi nè. Hello. Cái hư luôn con này nè. Ờ mình sẽ chạy sơ sơ qua. Nhớ nha, không có đè nha, còn chè là hello. Chém một nha. Hello. Không, mình đừng có đè, nhà thôi. Anh ơi, lấy nữa anh lại gọi lại cho anh nha. Anh đang đi gì? Bên này cái gì? Hello. Sát vô. Ờ, nhớ đừng có đè, đè là cắt thịt nha mọi người. Ngồi yên nha, từ từ xong. À, thấy không? Sát là sát, bên này cũng vậy. Bên này vũa sát vô. Bên này cũng vậy ha. Rồi cái màu trắng á, cái màu trắng, cái thường thường cái màu trắng các bạn đừng có vũa nhiều nha. Mình đắp sóc quay á, mà mình đắp ở trên mỏng rồi mình vũa nhiều là nó bị bạc cái màu nha các bạn nhớ, đừng có vũa nhiều quá. Bên này cũng vậy. Chạy úi trời, tôi ngồi yên nhanh đi. Chưa nha, ngồi yên. Ở bên này cũng vậy. Trời em ngồi chạy. Em ngồi em cử động đó nha. Trời ơi. Ấy gì vậy? Nhà chủ nhà ông gọi. Em đi 6:45 rồi. 6:45 đúng không? Ok, now Alex sẽ bóc phở nha. Alex sẽ bóc phở. Bóc phở sao cho nó xịt máu cho vui ha. Bóc phở không xịt máu nữa. Rồi lau. Còn thấy là vũa ít không? Rất là vũa ít ha. Đấy, rất là vũa ít. Đâu giận thì vũa nhiều. Vui vũa ít. Ít thôi. Màu đẹp quá. Cái màu đẹp này. Rồi, em đi ra. Đợi xí, ngồi yên. Rồi, bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người gánh diamond nha. Gánh đá như thế nào và chặt khom như thế nào nha. Đó, mình chặt khom. Đó, cái khom này, cái màu khom có gì rất là đẹp. Đây, Alex sẽ gánh đá cái hiệu này nha. Đây là đá Swarovski. Đó, thì mình hướng dẫn mọi người làm sao để mình dán. Và thứ hai là sử dụng cái lửa. Cái sticker của ta. Dạ. Em mới làm xong được rồi. Đâu không phải cái này, cái kia. Cái có 8 màu rồi. Đâu rồi? Dục đâu rồi? Ok rồi, bây giờ là sử dụng cái hộp đá này là gánh đá nha. Cái hộp này à, có sẵn luôn rồi, là dùng cái brush rồi gánh lên à, đây nè. Đây nè, nằm đây nè. Rồi, em đây. Trên vượt nè. Nó ra không? Nó ngâm hả? Rồi, cái ngón này là sẽ bỏ đầu tiên nha. Sẽ bỏ đầu tiên. Thường thường á, các bạn làm xong rồi các bạn sạch rồi, còn không cần đi rửa tay. Tại mình rửa tay nhiều á, thường thường mấy cái màu trắng là đồ nó bị sắp tan đời vô, nó hay bị vàng lắm, nó hay bị nóng lắm, nên các bạn hạn chế bớt cho lẹt nha. Cái này như vậy. Đó, bắt đầu mình bỏ thóc cốt dưới nữa. Các bạn thấy không? Đó, nó lên rất là đẹp. Đấy, nào mình sẽ để thử coi nha. Thấy không? Nó lên rất là đẹp. Bây giờ là sẽ bỏ đá lên. Cái vô này. Cái gánh lên mình đây. Bỏ hột xay này trước. Đó, hột xay này trước. Tại vì cái đá này, cái màu này, nó màu này mình phải gánh cái đá màu kia nha. Chứ mình đừng có gánh cái màu phơ nha. Tại vì cái tay phơ là gánh qua cái ngõ bên kia. Rồi sau đó mình gánh cái hột nhỏ hơn. Đẹp quá. Mọi người thích không? Mọi người thích cái màu này không? Quá đẹp ha. Nó rất là dễ làm. Ngày mai ai chưa làm nên làm ha. Rồi tiếp tục đến màu kia.
con này. Rồi tiếp tục. Mình đẩy vô nha. Rồi nào mình canh cho nó chuẩn hết rồi. Đấy, còn thấy không? Nó ra nó đẹp ha. Xong mình bút xếp hai bên bỏ vô đèn. And now mình sẽ đi theo cái ngón kia. Rồi mới tiếp tục bây giờ là xíu cho mọi người dán cái giấy này nha. Mình dán như thế nào? Đó thì mình bắt đầu mình nhìn vô đây á, mình sẽ canh thử lấy cái thằng nào là chuẩn nhất, là đẹp nhất, xong mình gắn vô cái giấy đó. Ví dụ như cái giấy này dài ha, thì là sẽ tìm một cái từ từ dài dài như thế này. Mình sẽ lấy cái này thử đi. Mình sẽ dùng cái kéo hay là cái mũi kềm nha. Đó, tay ra thì nó trôi lủi hết rồi. Này mà, này. Rồi bắt đầu mình lấy cái miếng này ra. Lấy cái miếng này ra nha, mình canh. À, bỏ lên nha. Rồi hồi nãy là cái tay nó nằm bên này nè ha, nó nằm bên này. Thì bây giờ mình sẽ dán, mình sẽ đi cái thằng tên này trước. Mình sẽ đi thằng tên này trước nha. Tên này trước. À, mọi người nhìn nha. Bút ra. Đó, đẹp quá trời đẹp ha. Các bạn thấy không? Xong mình lấy cái mình dùng cái giấy mà mình lau cho sạch sẽ, mình lau cho nó ra mấy cái đồ hết đi. Wow, đẹp phải không? Đây, các bạn có thể dùng mask cũng được hay là dùng shiny gì cũng được nha. Mình bỏ mask nó cũng đẹp nữa. À, tùy theo các bạn thích thôi. Rồi tiếp tục Alex lấy cái màu tiếp theo. Lấy cái màu tiếp theo. Màu này mình sẽ chơi cái ốm nha. Nè. Cái mập quá. Đây nè. Thấy em đây. Cái mập phải lỡ cho mập nhiều nhiều lên. Đây, bỏ cái lên nha. Mình bạn nào mà có thể lấy cái kéo cái gì cũng được nha, mình tùy mình dán thôi. Nhưng mình nhớ là khi mình dán là cái tay mình phải sạch sạch một xí nha. Tại nó không sạch á là nó sẽ bị lem nha. Rồi. Xong mình lấy giấy mình chà. Mình lấy giấy mình chà nha, mình chà cho nó ra mấy cái e hay là cái dầu hết đi. Mình chà. Chà nhẹ thôi. Nhưng mà nhớ ở trên này đừng có dán sát quá nha, dán hình vừa vừa thôi. Rồi tiếp tục. Mình sẽ đi thêm một thằng nhỏ nhỏ nữa ha. Nó có thằng nhỏ nữa, mình dán thằng nhỏ hơi xí thôi. À, hay là mình khỏi dán này cũng được, Alex nghĩ thấy được rồi. Vậy là quá đẹp, mình dán nhiều quá xấu lắm ha. Dán nhiều quá hơi too much. Xin bỏ hai cục nha, bỏ keo lên. Bỏ keo bánh đá lên. Sau đó mình sẽ dùng top coat. À, mình sẽ dùng cái top coat này nha, mình bỏ lên. Dùng top coat bỏ lên luôn. Wow, đẹp quá. Đó thì cái design này có trên mạng nha, Alex có rất là nhiều cái màu đẹp, thì bạn nào muốn mua thì có thể lên mạng order nha. Đó. Rồi, bây giờ lại sẽ gắn cái đá vô. Thì Alex sẽ gắn cái đá cái màu khác. Alex không gắn cái đá trùng với cái màu kia, tại vì nếu mình gắn đá trùng kia thì nó không có đẹp, mình phải gắn cái đá này. Thấy không? Mình phải đi hai thằng khác nhau. Đó, thì nó mới đẹp được. Còn mình gắn hai thằng giống nhau thì nó không có được đẹp. Tiếp tục gắn vô. Và thằng bên này cũng vậy. Đó, gắn vô. Rồi đẩy vô nha. Đó. Rất là dễ mọi người, rất dễ không? Rất là dễ ha. Rất dễ kiếm tiền. Đang là life for me list. Mình gắn hai cục thôi, đừng gắn gắn đánh nhiều quá. Cái tay làm lẻ quá, hôm mới rồi làm gần xong rồi. Cái tay like hình như được có chưa tới nửa tiếng nữa. Cái nửa tiếng nè. Rồi tiếp tục bên này cũng vậy nha. Đó thì cái bộ neo rất là dễ làm ha, rất là dễ làm và rất là không gì khó hết. Đó. Rồi tiếp tục bỏ bên này vô, khâu bộ sạch sẽ lại.
nhớ là mình siêu hai bên cho sạch nha, bỏ thuốc cốt cho nó đi. Rồi sau đó mình lấy cái thóc cốt rồi mình đi trên cho mình giữa hỏng cái cỏ xíu cho nó dày dày ở trên á, để nó siêu lại cái đó nha. Rồi mình bỏ treo vô, mình bỏ đá vô. Anh có like dạy ở vị trí nào không? Là sao Alex cũng hiểu gì Alex sao? À, anh có like dạy học ở Pichina, có cái lớp học dạy thì anh cũng có like em ơi, trong lớp thì anh có like nhưng mà anh có làm show đó, thì em có thể tới show coi đó. Rồi rồi đẹp quá, có thấy không, vậy là xong rồi. Wow, rất là fancy ha. Put back like for me please. And now Alex xin nhìn mọi người đến com nha. Rồi cái top coat này là vừa xong rồi. This is the top coat and now you can put the com. Ok you guys. And now ha, anh tình yêu khỏe không? Chờ anh tình yêu cái nào cũng đúp lùng hết. Thấy em cũng chào, buồn thiệt chứ. Không? Bên này cũng vậy. Bỏ top coat vô ha. Cái top coat này có thể là vừa làm cho color gel, vừa làm bột, vừa làm mask luôn nha. Đó là 3-in-1. A 4-in-1 có thể làm shiny, là vừa làm cái kia luôn. Bên này vậy. Sạch sẽ vô. Đó, bên này như vậy. Các bạn nhớ là để bao nhiêu giây, các bạn nhớ không? Kia mình để cho trong đèn là trong vòng đèn là để trong vòng là cỡ 5 tới 10 giây nha, tùy theo cái đèn mạnh hay yếu nha. À, để lên vô cái này cũng vậy, vuốt ra. Đó, bỏ vô đèn. Mechanicy đặc quá. À, còn thấy không, nó ra rất là đẹp phải không? Đó, một có ngày thì Alex làm móng ngắn, có ngày thì Alex móng nhọn, có ngày Alex làm móng coffin. Đó, coi như là giống như thực cẩm luôn. Đó, kiểu nào cũng chơi hết. Rồi, đợi xí. Lấy dây dầu hả? Đợi xí. Đó, rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người đến com nha. Đó, cái com Alex xài là cái thằng này, là thằng Aura nha, thằng này Aura, cái thằng này ha. Đó thì nó rất là đẹp và cái màu rất là original, rất là nhiều người xài nha. Đó, các bạn có thể lấy tay đánh cũng được nha, lấy tay đánh cũng được nữa. Còn thấy không, lấy tay một xí thôi, không cần lấy nhiều nha, một xí thôi. Đó, một xí thôi này, các bạn thấy không? Đó, một xí thôi nha, một xí thôi, không cần nhiều. Bên này cũng vậy, có thể lấy cái nắp này, lấy trong cái nắp này ha, lấy trong cái nắp ra mình đánh cũng được. Mà mua đèn xí coi, chữa khô cái tay cái. Các bạn phải nhớ nha, cẩn thận cái ngón tay cái nha. Tại cái ngón tay cái sometime khách đó, nó để không vô đèn, nó không có khô nha. Thì sometime các bạn đánh không dính nha. Có ship về Việt Nam không Alex? Dạ không nha em. Thì sai anh lấy bao nhiêu tiền anh? Cái bộ này hả? Nếu mà cái bộ này anh lấy cỡ bộ này anh lấy cỡ 90 đồng hay là 70 đồng, 80 đồng, 80 đồng đó, 80 đồng tùy theo em thôi. Đó. Rồi bây giờ là sẽ đánh lên ha, trà lên nhẹ nhàng. Còn thấy không, wow cái khom đẹp quá. Cái khom này là cái màu này là xài rất là nhiều trên thị trường nha. Đó, mình trà luôn à. Còn thấy không, trà lên xong rồi sạch sẽ. And xong rồi. Wow đẹp quá. Đẹp. Có cái máy đen lên đen cho mọi người thấy. Rồi mình trà lên, mình đóng nắp lại. Cái hũ này xài nhiều không nha, cái hũ còn xài lâu lắm. Cái hũ này xài rất là lâu à, cái hũ còn xài lâu lắm. Rồi now Alex sẽ lấy cái, sẽ rửa cái tay sạch đó. Mình có thể mình lấy cái giấy mình liên sạch sẽ cái khom dính ngoài da luôn à, mình liên sạch sẽ rồi mình trước khi mình bỏ treo. Còn không nữa là mình chập với mình kêu khách đi rửa tay cũng được nữa. Còn hiểu Alex nói không à, mình bỏ mình khách đi rửa tay cũng được nữa. And now Alex sẽ bỏ cái đá, cái cục đá lên. Mình bỏ một cục thôi. Can I see it? Em bỏ cục lên. Đó. Em bên này cũng vậy, bỏ một cục thôi. Đó. Em nói là sẽ bỏ thóc cốt lên luôn. Mình sẽ bỏ thóc cốt lên, sau đó là mình mới siêu lại. Bỏ thóc cốt lên. Nhớ nha, mình phải lấy tờ giấy hay gì, mình phải chùi cái nền trước đã, là sau khi mình bỏ thóc cốt lên. Còn nếu mà mình không bỏ giấy lên, mình chùi á, là chập mình bỏ thấp cốt lên á, là cái khom nó sẽ dính vô cái brush của mình, hay là nó sẽ làm cho bị hột nha. Nên sometimes các bạn nào làm ra khom hay bị hột là tại vì các bạn không có link. Các bạn bỏ thấp cốt lên luôn nó sẽ bị hột. Rồi à, mình để cái đá vô.
Rồi bên này cũng vậy. Wow đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Còn thấy không? Rất là đẹp, rất là easy, very easy ha, rất là dễ kiếm tiền. Đó. Cắm chung cái. Tụi này đi đám cưới được chưa? Tụi đi đám cưới đúng không? Đi sinh nhật bạn hả? Rồi bỏ cái đèn nha. Rồi. Xong, vậy là mình bỏ cái đèn nữa là mình đợi cỡ 2 phút rưỡi cho cái chèo quánh đá nó khô nha. Đó, vậy là xong, có một bộ nail rất là đẹp. Sau đó mình sẽ bỏ dầu lên. Đó. Mình chạc tiền. Còn hai cái foil mình dán 4 ngón đó, mình chạc 8 đồng nha, mình chạc 8 đồng là 10 đồng tùy các bạn thôi. Thường thường 2 ngón 5 đồng tại nó làm nó cũng dễ. Đó, 2 ngón 5 đồng, còn có tiệm nào thì chạc 2 ngón 10 đồng 8 đồng tùy các bạn thích thôi. Đó. Còn tiệm nào mà ví dụ như mà cái giá hơi thấp quá chạc 4 ngón 4 ngón 4 ngón 4 đồng cũng được nữa. 4 ngón 4 đồng cũng được nữa. Rồi. Let me see this. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Rồi sẽ mình massage nha, mình bỏ vô rồi mình massage. Massage à. Đó. Đó. Mình bỏ xong mình massage xong rồi mình bỏ cái đèn đó là cái da nó sẽ nó sẽ bóng lại và nó mượt lại, và thứ hai nó các bạn chụp hình nó rất là đẹp ha. Bạn chụp hình nó rất là đẹp đó. Đây là cái kia đây. Chưa xong chảy đâu vậy? Nhà đợi hả? Đợi xí từ từ đó. Xong rồi cần xong rồi. Anh chụp hình đó mà. Đợi xí chụp hình này, chảy đâu vậy? Rồi bây giờ mọi người sẽ coi nha. Đây này lại xin mở cho coi này, đây. Nó bầu hèn, bầu hèn. Đây mọi người thấy không? Đây là check cho coi này. Đó, ra rất là đẹp. Rồi cái bộ neo cũng vậy này. Bỏ hai tay vậy chân, bỏ hai tay lên. Bỏ hai tay, bốn ngón bốn đồng chết người hả? Ừ. Rồi, mọi người thấy không? Nó đẹp không? Có gì đẹp ha. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi, thank you mọi người rất là nhiều nha. Một hột xoàn đó, hột xoàn thì Alex cũng biết hột xoàn là chặt á. 4 đồng thì tới giờ nói 4 đồng là ai cũng muốn chửi hết. Làm cho mình đem đi phá giá hả? Ok, Alex bye bye mọi người nha. Thành công mọi người rất là nhiều. Bye bye.